Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu mọi người một căn nhà ở thành phố Anaheim. Căn nhà rất là rộng, cực đẹp và fully remodeled. Thêm một phong cách rất là đặc biệt và riêng của nó là phong cách màu đen và trắng. Thì hôm nay mọi người hãy cùng mình sẽ dẫn mọi người đi xem căn nhà này ở đây. Khi đi vào xem căn nhà bên trái của mình thì mình xin cảm ơn listing agent Linh Bê đã cho mình cơ hội để vào xem nhà. Thông tin của căn nhà cũng như thông tin của listing agent sẽ nằm phía dưới phần description. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy nhấn like và subscribe cho video của mình nhé. Thì đây, phía trước đây chính là mặt trước của căn nhà. Mặt trước căn nhà mình có thể thấy là có một hàng rào là bằng gỗ. Phía bên tay phải của mình sẽ có một cái cửa không để vào phía sau của căn nhà, một cái phòng add-on phía trước. Bên tay trái mình sẽ có những cái một cái phòng riêng, phía này là phòng ngủ của căn nhà. Phía trước căn nhà mình sẽ thấy đó là một cái cửa màu cam rất là nổi bật. Và tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người đi vào tham quan căn nhà. Thì nhà theo phong cách monochromatic thì mình sẽ để ý, mình sẽ thấy là sẽ có những hai cái màu rất là nổi bật của trang trí theo kiểu này là màu đen và màu trắng. Và có một số chi tiết như cửa hoặc là những cái trang trí sẽ có những cái màu rất là nổi để pop out cái màu của nguyên cái nhà. Thì đầu tiên mình sẽ thấy, ấn tượng đầu tiên mình sẽ thấy sẽ là cái cửa màu cam rất là nổi bật. Và đó là cửa đôi. Cho mọi người cùng vào xem nhé. Thì khi mình vừa vào căn nhà này mình sẽ thấy đặc biệt đó. Điểm đầu tiên mình sẽ thấy là căn nhà có phòng bếp island rất là bự ngay chính giữa căn nhà. Bên tay trái của mình chính là những cái ba phòng ngủ. Bên tay phải của mình sẽ là một cái phòng khách và một phòng ngủ. Thì cái nhà này tổng cộng mình sẽ có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm full và một nữa phòng powder rooms. Thì tổng cộng diện tích nhà là 1741 square feet, diện tích đất gần 9000. Mọi người xem. Đây phòng đầu tiên mình sẽ dẫn mọi người đi xem đến là phòng khách của căn nhà. Thì phòng khách này rất là cái size rất là ấm cúng. Và mình đặc biệt mình sẽ thấy là phong cách thiết kế monochromatic thì mình sẽ thấy rất là nhiều cửa sổ và cửa sổ sẽ rất là bự. Và ngay vị trí này mình rất là hợp lý để có một cái phòng khách này, rất là bố trí rất là hợp lý, tại vì mình có thể nhìn ra được đường, cửa sổ rất là rộng, rất là thoáng và rất là nhiều ánh sáng. Và vị trí này đây mình có một cái đèn trần rất là đẹp, cái phong cách màu tròn, hình tròn này mình rất là thích, tại vì tất cả cái nhà này rất là vuông vắn. Mình có một cái chi tiết mà hình tròn ngay vị trí này sẽ làm cho điểm nhấn cho cái phòng khách của mình. Tiếp theo mình sẽ dẫn cho mọi người đi xem cái phòng ngủ đầu tiên. Phòng này theo mình nghĩ có thể là phòng guest rooms cho những cái mọi người có khách đến thăm nhà, thì mình có thể có một cái phòng riêng biệt nằm một khu, thì không cần phải liên quan đến cái privacy của những thành viên khác trong nhà. Thì đây là một cái phòng guest room đầu tiên và rất là vuông vức. Phòng guest room này có một cái restroom riêng, và cái restroom này đặc biệt được làm được trang trí rất là đẹp và vẫn theo phong cách màu đen trắng là tông chủ đạo. Mình sẽ thấy là tất cái nền màu đen ngay trong này, cái shower rất là cao, từ cái tile từ làm từ phía dưới cái nền đến ngay trên cái ceilings thì rất là sạch sẽ. Và nhìn mình để ý sẽ thấy là nó có tile màu trắng, nhưng những cái điểm crown ở chính giữa này là màu đen, nhìn rất là đẹp. Ngay cả shower cũng màu đen, tất cả màu đen. Cái này được một cái nữa là cái này có một cái rain forehead, cái này khi mà tắm rất là đẹp, rất là thuận tiện, rất là cảm giác rất là thoải mái đã. Và ngay chỗ này mình sẽ thấy mình cần bố trí một cái cửa kính. Cái này rất là khó để mà mình
có thể mua bên ngoài chợ, tại vì cái này theo mình nghĩ là custom made rất là đẹp. Ngay vị trí này mình sẽ thấy đây là cái một cái sinh gần như là sinh mới, được phong cách có thêm cái màu một gray, màu rất là, nói chung là làm có một xíu ấn tượng trong cái phòng restroom. Ngay cả cái mirror cũng là màu đen và hình tròn đó, là mình rất thích những chi tiết như thế vậy, làm cái phòng hình vuông nhưng mà những cái chi tiết trang trí trong cái phòng sẽ là những cái hình tròn để làm cho cái trò cái phòng nó không có quá rất là không có quá buồn tẻ, mình có một cái gì đó mình có thể dựa vào, mình thấy là cái phòng rất là đẹp. Mình tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người đây, đây là cái phòng powder rooms, sẽ có một cái vanity mới và có một cái toilet, và sẽ đây mình sẽ lấy một cái mirror cũng hình tròn. Và tiếp theo mình sẽ dẫn cho mọi người đi xem cái phòng bếp. Trước khi xem phòng bếp, đây cũng có một vị trí nhỏ nhỏ trang trí dành cho những ai mà thích chụp hình, thích, hoặc là những có một cái góc thư giãn riêng, có một cái ngồi này đọc sách thì tuyệt vời. Mình có thể nhìn ra đường, mình có thể về đọc sách, và đặc biệt là vị trí này rất có nhiều ánh sáng. Tiếp theo mình sẽ đi ra ngược lại cái phòng bếp. Đây là cái phòng bếp island của căn nhà. Một cái phòng bếp này island rất là rộng. Mình có ngay vị trí này mình có thể bố trí ít nhất cũng phải là 10 cái ghế bar để mình ngồi, mình có thể chuẩn bị đồ ăn này. Này mình có thể thấy đây là cái hood, island hood, một cái sliding range, một cái tủ lạnh. Tất cả những phong cách này đều là phong cách màu đen và trắng. Và ngay cái chỉ có một cái điểm mình thấy mà hơi thiếu, đó nghĩa là cái storage nó hơi bị ít, thì nếu mình có thêm những cái cabinet để đựng đồ thì nó sẽ đẹp hơn. Ngay này mình sẽ thấy là cái full sink, cái sink này là under mount, và rất thích cái sink mà rộng kiểu như thế này, tại vì mình nếu mà mình rửa những cái chảo, cái nồi mà có cái cán rất là dài thì mình có thể rửa trong này mà không cần phải dơ lên, và mình rất thích cái faucet như thế này, rất là thuận lợi. Và tiếp theo mình sẽ dẫn cho mọi người đi xem ba phòng ngủ trước bên phía bên này, trước khi mình đi xem cái phòng bếp. Tại vì cái ba phòng ngủ này nó có rất là đẹp, và thứ nhất là thứ hai nữa là ba phòng ngủ này mỗi phòng hầu như đều có một cái restroom riêng, mà mỗi restroom rất là đẹp. Ngay vị trí này trước khi vào phòng ngủ mình sẽ có một cái gọi là ancient decoration, nó có một cái chi tiết pop out cho cái tường để khi mà mình nhìn vô cái tường mình sẽ không cảm giác boring hoặc là cảm không giác chán. Và ngay vị trí này mình cũng như mình nói, phong cách bố trí rất là hợp lý, khi có những cái chi tiết vuông thì mình sẽ có những cái hình tròn để cho nó hòa quyện với nhau. Mình đây là cái hành lang đi vào ba phòng ngủ, thì cái phòng restroom đầu tiên bên phía phòng ngủ này sẽ nằm rất gần cái phòng bếp và phòng ăn nhất. Và theo như các bạn thấy, vẫn theo phong cách màu đen và trắng, cái nền sẽ là màu đen, cái tường sẽ là cái tile từ phía dưới nền nhà lên tới trần nhà, rất là sạch sẽ và rất là đẹp, mà nhìn giờ vào rất là mình muốn gọi là cảm giác như nó có một cái nét riêng. Và ngay vị trí này mình thấy tile gần như là hầu hết bao trùm tất cả cái restrooms. Đây cũng có là cái vanity mới. Tiếp theo mình sẽ dẫn cho mọi người vào cái phòng master bedroom. Mình nói master bedroom là tại vì cái phòng này có một cái restroom riêng, thì mình có thể gọi là cái phòng bình thường, nhưng mà tại vì có restroom riêng thì mình cho nó như một cái master bedroom. Thì master bedroom vẫn theo phong cách đen trắng, cái tile của nguyên cái shower tile vẫn là từ dưới nền nhà lên tới trần nhà, vẫn theo phong cách nổi bật là tile màu trắng, và cái nắp chính giữa này sẽ là màu đen. Và đây vẫn tiếp tục có một cái rain forest, mình rất thích cái rain forest này, mình cảm giác như mình đang đi tắm mưa chứ không phải là mình tắm vòi sen nữa. Và đặc biệt đây nữa, mình thấy phía dưới những cái shower mình sẽ thấy cái bốt có đá, chi tiết đá lên giống như kiểu mình đang ở biển. Và
Đây cũng có một cái vanity mới. Cái mirror bây giờ cũng mình sẽ thấy cũng hình hình tròn rất là đẹp. Tiếp theo mình sẽ dẫn cho mọi người đi xem cái phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba này, ngay vị trí này sẽ có hai phòng ngủ, thì bên trái của mình là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này là cái size vừa phải thôi, vừa đủ cho một thành viên thôi. Vừa đủ, có một cái cửa sổ rất là bự để ra phía trước nhà. Và bên này là cái phòng ngủ, theo mình nghĩ đây là phòng ngủ thứ tư của căn nhà. Phòng ngủ này theo bạn thấy là mình bố trí một cái size giường queen ở đây rất là hợp lý. Và có tất cả các phòng ngủ đều có một cái cửa sổ rất là bự và rất là nhiều ánh sáng. Rồi bạn cùng mình đi quay lại phòng bếp của căn nhà. Trước khi ra phòng bếp thì mình cũng nói trước cái chi tiết về cái lót gỗ. Nguyên nhà này đều lót gỗ, một đường gỗ, không có những cái nẹp giữa tất cả những cái phòng. Đó tạo một cảm giác là rất là xuyên suốt nguyên căn nhà. Đây chính là ngay vị trí này chính là phòng ăn. Phòng ăn rất là vuông vức, rất là rộng. Và theo những cái phong cách mà màu đan trắng, thường thường sẽ có một cái chi tiết nổi ra. Ví dụ như cái bàn này mình sẽ làm một cái màu gọi là màu sáng, đan trắng là màu tối, thì mình làm một cái màu thiệt sáng ở chính giữa bàn này, làm cái pop out nguyên toàn bộ cái phòng. Và đặc biệt ngày này có một cái đèn trần hình tròn rất là đẹp cho mình có một cảm giác là không có bị quá vuông vức. Và nguyên cái phòng khách này sẽ là đèn reset lighting. Tất cả các phòng trong nguyên cái nhà này sẽ là xài reset lighting. Và ngay vị trí này sẽ có một cái cửa đôi. Cửa đôi này sẽ thông ra phía sau nhà. Và mình có thể thấy là phòng bếp này rất là nhiều cửa sổ. Đây là một cái cửa sổ rất là bự. Và mình có cảm giác như là mình có thể ngồi đây ăn uống sinh hoạt. Có vừa gần cái phòng mà ăn cái island cái đó, thì mình có thể tiệc tùng mà có thể ngồi chơi bạn bè đây, cảm giác như rất là rộng rãi, rất là đã. Rồi mình sẽ dẫn cho mọi người đi xem cái sau nhà. Đây là phía sau của căn nhà. Mình có thể thấy đầu tiên cái vườn rất là rộng và vuông vức. Cái thứ hai, vườn được làm bằng tường. Và bên này sẽ là những cái chi tiết gỗ để nổi ra cái nhà của mình. Và phía vườn sẽ có ba cái khu để cho mình có thể hang out sinh hoạt. Thứ nhất là khu ngay cái patio này đây. Cái chỗ khu vực thứ hai như khu vực fireplace. Khu vực fireplace này rất là đẹp, mình rất thích những cái khu vực như thế này. Đặc biệt là những vào mùa hè mình có thể nướng barbecue của mình, thì mình có thể đốt lửa trại ngay chỗ này. Và khu vực thứ ba để mình có thể hang out chính là khu vực này. Ở khu vực này thì Việt Nam mình ít khi nào mà làm. Đa số là những khu vực nhà mà người Mỹ người ta hay thích những cái khu vực nhỏ nhỏ, một cái khu vực gọi là pop up ngay cái vườn mình, để có thể mình ngồi trò chuyện với nhau. Rất là nói chung là phong cách riêng của mỗi cái culture này có một cái phong cách riêng. Ngay vị trí đó mình sẽ thấy có một cái cây rất là cao. Nếu mà cây đó thì mình sẽ tận dụng là một cái xích đu, hai cái đu quay swing để mình chơi ngay gì đó. Và nguyên thế mình nói thì bên bên tay trái này sẽ là một cái cửa để có một con đường, có đường hẻm phía sau để mình có thể vào. Từ cái cửa này mình có thể vào phía sau của căn nhà. Và bên này sẽ mình sẽ thấy đó chính là cái gara của căn nhà. Đây là cái driveway phía sau của căn nhà, mình có thể đậu ít nhất là 4 xe. Bên này là cái garage của căn nhà. Ok, rồi mình cùng vào lại xong căn nhà. Tiếp theo, mình sẽ nói thêm một chi tiết mình rất là thích là ngay vị trí này sẽ có một cái cửa hông. Cửa hông này sẽ đi từ, nếu mình đi chợ thì mình sẽ đi từ cái xe đậu đó, mình có thể đem đồ ăn vào trực tiếp cái bếp
mà mình không không cần phải thông qua một cái cửa khác. Vị trí này. So, cái garage mình sẽ, đây là cái khu vực mình có thể đi ra cái garage của mình. Thì garage này có tổng mình có thể đậu hai xe. Được cái nền garage được tráng bằng epoxy rất là đẹp. Và tất cả cái tường, cái trần garage đều đã được làm lại và sơn lại nên rất là sạch sẽ. Ok. Chào mọi người, hôm nay là mình đã giới thiệu cho mọi người một căn nhà ở đường Orange và đường Beach, thành phố Anaheim, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm chính và 1 phòng tắm rưỡi, thì tổng cộng là 4 phòng tắm. Căn nhà có 1.700 square feet, gần 8.000 đất, fully remodeled, có một cái tông màu đan tráng rất là đặc biệt, có những chi tiết pop out như là cái cửa double door màu cam, hoặc là những cái chi tiết trang trí nhà có những cái đường nát đan tráng rất là rõ ràng, hoặc là bàn ăn có những cái bàn ăn màu nổi màu sáng làm nổi bật cái phòng bếp, và cái phòng bếp cực kỳ đẹp. Thì nhà đang được bán với giá 1.150.000 đô. Thì mình rất là thích cái căn nhà kiểu như thế này vì tại vì nó có một cái phong cách riêng. Những ai mà theo phong cách là mà mình, những ai mà đam mê nhà thường thường hay thích bố trí những căn nhà có một cái phong cách đặc biệt riêng của chủ nhà để những ai đến thăm nhà đều có ấn tượng đặc biệt về nhà của mình, thì đó là điểm mình rất là thích của căn nhà này. Và chi tiết thứ hai mình thật sự thích với căn nhà này là rất là rộng rãi, mỗi phòng hầu như đều có một cái restroom riêng và restroom đều rất bố trí rất là đẹp và hợp lý. Và thứ ba nữa là tất cả các phòng của nguyên cái nhà này đều có một cái cửa sổ rất là bự, đặc biệt là phòng khách có cửa sổ rất là rộng và bự, có thể nhìn ra phía trước mặt đường. Phòng bếp sẽ có gần như hầu như là hai cửa sổ xuyên suốt rất là bự và một cái cửa đôi có thể nhìn trực tiếp ra cái vườn. Nếu mà ban ngày nhiều lúc mình cũng không có cần phải bật đèn để mình có thể để có đầy đủ ánh sáng trong nhà. Và thứ tư mình thích căn nhà này nữa là căn nhà này có khu rất là gần Disneyland, gần North Berry Farm, gần Freeway. Và đặc biệt là nhà này đã làm fully remodel, mình chỉ có mua, mình vô mình ở. Thì đó là những chi tiết mình thích. Thì các bạn thấy căn nhà như thế nào thì các bạn có thể comment. Nếu các bạn thích những video của mình thì hãy share, subscribe và like cái video của mình để cho mình có thêm động lực làm những cái video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Thank you.